Ngày hôm nay, tập đoàn FLC đã trao tặng 5 tỷ đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ Bộ Y tế phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự tiếp sức của cộng đồng doanh nghiệp với ngành y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội. Trước đó, tập đoàn FLC đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên toàn hệ thống, văn phòng, khu quần thể nghỉ dưỡng và cả các chuyến bay của Bamboo Airways nhằm đảm bảo không gian lưu trú an toàn cho cán bộ nhân viên và du khách. Bamboo Airways cũng ưu tiên hỗ trợ vận chuyển vật tư và trang thiết bị y tế trên các chặng bay nội địa, đồng hành cùng với ngành y tế vượt qua khó khăn trong đại dịch.